có smartphone dùng cảm biến mới 144 megapixel HD cell, Universe, nguồn tin rò rỉ nổi tiếng liên quan đến các sản phẩm mới của Samsung vừa tiết lộ trên Twitter về cảm biến camera mới của hãng smartphone hàng đầu thế giới. Bài đăng trên Twitter của Ice Universe đính kèm hình ảnh đồ họa cung cấp thông tin về xu hướng cảm biến camera có độ phân giải ngày càng tăng. Cảm biến camera hiện nay có thể thay đổi từ dưới 10 triệu pixel đến hơn 100 triệu pixel. Theo Ice Universe, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc được cho là sẽ sử dụng công nghệ xử lý 14nm để phát triển cảm biến có mật độ lớn hơn 100 triệu pixel. Quá trình này sẽ được bổ sung bởi công nghệ FinFET cũng sẽ giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng của cảm biến. Đáng tiếc, các thông tin chi tiết về cảm biến mới của Samsung vẫn chưa được tiết lộ. Samsung cũng chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào về việc này. Mặc dù vậy, nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới đã trình bày quy trình FinFET 14nm được tối ưu hóa cho các ứng dụng hình ảnh tại IEDM, Hội nghị thiết bị điện tử quốc tế diễn ra vào tuần trước, cảm biến mới của Samsung có thể làm thay đổi cuộc chơi của ngành công nghiệp smartphone nếu được phát hành trong tương lai gần. đáng chú ý, Xiaomi là hãng điện thoại đầu tiên trang bị cho smartphone cảm biến 108 Cell của Samsung sắp ra mắt trong tháng 12 năm 2019 này.